Ê, hôm nay xích thủ anh ra sớm đấy. Hôm nay quả MC đặt ma em cưới ra sớm. Ái à, ái à. Thấy không? Lại quần đỏ à? Lên đầu hồi đi. Xong rồi à? Xong rồi à? É, é, chờ mãi không đi ra. É, é, é. Giống anh Hùng hôm qua rồi. Anh diễn à? Anh cứ diễn thoải mái đi. Diễn thật vào. Avatar. Vướng cái hàng rào. Úi xời, cảnh rất đẹp. Nghe cảnh rất đẹp thế anh ạ. Đẹp nhất trong năm. Gió view view cảnh vẽ này. Anh cho bài thơ đi. Anh ra quay anh Hùng cho anh đọc bài thơ. Trong bài thơ đánh đu của Hồ Xuân Sương. Hồ Xuân Hương. Bài thơ đánh đu. Cớ sao trong Xích Đu Vòng chúng ta lại không có bài thơ, đúng không? Bài thơ của Xích Đu Vòng là sáu cọc khen ai khéo khéo chồng. Trai lên dây xích bay bay lượn. Gái đứng trông theo vỗ tay hoài. Vâng, hiện tại bây giờ và ngay lúc này trên dây là xích thủ Lương Mạnh Hùng. Hiện anh đang thực hiện những bước bay lượn rất là uyển chuyển. Anh Hùng là phó chủ tịch câu lạc bộ. Với tinh thần thể thao rất là miệt mài, sáng nào anh cũng ra đây lên xích để cổ động phong trào thể dục thể thao cho mọi người. Trong cuộc sống, anh Hùng là người đàn ông, người chồng, người cha mẫu mực. Được rồi, thôi. Vâng, trước khi dừng lời tại đây thì một lần nữa cho anh xin gửi lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể anh chị em trong khu vực Xích Đu Vòng cũng như tất cả các thành viên trong nhóm một ngày mới sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Người ta đang ngày chạy 1-2 chuyến xe gần như không? Thế thôi, nó tùy theo việc. Tức là có việc cũng không chạy nhiều lắm đâu. Không chạy nhiều, kể là có việc không bận đâu. Nói ông ấy thích đâu mới buồn. Nói chạy như hoa này nó kiểu dạng như anh cũng được xung qua. Đó, coi như nó phải hết hàng. Đấy, đúng rồi, vận đi, vận đi, vận đi, vận kia đi. Thì đó mà nhiều hàng phải đang bài bay nắp của Chủ tịch Tiến Thịnh. Chủ tịch Tiến Thịnh. Nhiều khi làm lúc rồi trưa nó không cho ăn. Được rồi. Đấy. À, buổi trưa không ăn được bình thường nhỉ anh? Ờ, vôi. Được rồi. Được rồi. Ra em như nào đấy? Niên. Đấy, đi rồi trưởng lao. Hải quá. Ồ, xuống nhanh thế. Hôm nay hoài quá. Hôm nay thời tiết hoài lắm. Chủ tịch hôm qua có rượu bia gì không mà lằng nhằng thế nhỉ? Bia trơn môi. Bia với anh Trung, anh Phan, mấy ông ra thẳng nào. Ông ấy. Cho nên là bọn tôi là đúng ra đến rượu bia nhiều lúc nó không đủ hứng. Nhảy vã hết. Uống sâu sâu một chút hôm trong mệt kinh. Hello, lời đầu tiên cho phép anh xin được
kính chào anh chị em trong nhóm. Chúc anh chị em trong nhóm một ngày mới sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Hiện tại, bây giờ và ngay lúc này, Khang Việt Mỹ đang trên dây. Anh là người đàn ông rất là chăm chỉ luyện tập. Một tháng có 30 ngày thì tôi chắc chắn rằng anh Khang sẽ có mặt ở đây 29 ngày. Đó. Chỉ cách đây có 3 tháng thôi, anh Khang hoàn toàn rất là ngỡ ngàng khi mỗi lần anh lên dây. Đôi lúc anh cảm thấy tự ti và mặc cảm, không biết mình có lên được không. Nhưng đến giờ phút này, anh Khang đã thực sự hoàn thiện trong môn xích đu vòng. 2 vòng đối với anh Khang là chuyện bình thường nhỏ như một con thỏ luôn. Đấy. Những bước đi thật uyển chuyển, cách lấy đà, cách tóm và đu dây, nhả và cầm nắm, anh rất hoàn thiện. Hiện tại anh bây giờ xứng đáng là một xích thủ trong câu lạc bộ xích đu vòng của chúng ta. Anh Khang Việt Mỹ, vòng này là vòng thứ 3 rồi, ok, gửi lời chào đến rất sức khỏe. Chào anh em nhá. Rồi, ok, thank you. Chào. Cảnh đẹp quá. Từ nhà mày gấu lắm ra đây này. Hóa ra cũng thường thôi đúng không? Đặt hết hy vọng. Trong tập luyện, anh là một vận động viên chăm chỉ. Body và cơ bắp như này là anh phải mất rất nhiều thời gian và công sức. Tất cả mọi thứ. Không gian buổi sáng rất là tuyệt vời. Hello Khang, nghe đưa con gái đi à? Chào con. Con học lớp mấy rồi? Học đẹp quá. Khang nay lên bay đang mùa hoa đẹp. Hôm nay lên bay đấy. Kéo này đá cái răng mắc hùng. Anh Thủy hôm nay lên xích không? Không.